Kính thưa quý vị, đây là chương trình Y tế Cộng đồng của Tổ hợp Family Choice Health Network. Tổ hợp Family Choice Health Network là một tổ hợp y tế Việt Nam mạnh nhất, lớn nhất, vững bền nhất trong quận Cam. Hiện nay đang phục vụ hơn 65.000 thành viên qua những bảo hiểm như là Cal Optima Medi-Cal, Cal Optima One Care và tất cả mấy cái chương trình Medicare Advantage giống như là Blue Shield United, Brand New Day, Central Health. Và bắt đầu từ 2018, Family Choice có một chương trình rất là đặc biệt. Chương trình này là chương trình cho mấy người đi tự do, Medi-Medi. Chương trình này đó là Family Choice ACO và chương trình Family Choice Chronic Care Management. Cái chương trình CCM là cái chương trình theo dõi mấy người hơn 65 tuổi mà bị bệnh kinh niên. Mấy cái chương trình này rất là quan trọng. Quý vị vẫn còn đi tự do, không cần ghi tên vô tổ hợp, nhưng mà tất đa số mấy người bác sĩ của quý vị, bác sĩ gia đình và bác sĩ chuyên khoa trong vùng Cam này đó, đa số cái chừng 90% đã ghi tên đặng hiệp đồng với lại Family Choice ACO. Nếu quý vị muốn học hỏi thêm, xin quý vị nói chuyện với bác sĩ gia đình của quý vị, nói chuyện với bác sĩ chuyên khoa của quý vị và lên mạng lưới familychoice.com. Bữa nay tôi là bác sĩ Dylan Nhân Trần. Bữa nay tôi có bác sĩ Trần Triệu. Kính chào bác sĩ Triệu. Kính chào bác sĩ Dylan. Kính chào quý vị. Dạ. Bác sĩ Triệu cho khán giả biết cái chuyên khoa của bác sĩ Triệu là cái gì? Cái ngành là orthopedic surgery. Là orthopedic surgery là mổ về xương hay là gân, khớp xương, thí dụ gãy xương hay là đứt gân hay là mổ về tai, mấy cái gân trong cái tai hay là dây thần kinh trong tai, hay là khớp xương đầu gối, khớp xương hông, khi đau nhất cũng như bị thất khớp rồi thì có thể chích thuốc hay là có thể mổ. Dạ. Bác sĩ Triệu là một người bác sĩ chuyên khoa mà có làm hiệp đồng với lại Family Choice rất lâu. Trong tổ hợp Family Choice có rất nhiều bác sĩ chuyên khoa giải phẫu. Giải phẫu về tim, giải phẫu về khớp xương như bác sĩ Triệu, giải phẫu về mắt ha, với là mấy người mà xôi ruột già, thành ra tất cả mấy cái người này, để hỏi bác sĩ Triệu, tất cả mấy cái người mà chuyên khoa về mổ xẻ với lại chuyên khoa về mổ mắt hay là mấy người bác sĩ sản phụ khoa OBGYN, tất cả mấy người này là cũng là consider là bác sĩ giải phẫu ha. Thành ra tất cả mấy cái người này đó trong tổ hợp Family Choice đó, thì lúc mà mình lựa cái cách mổ đó thì họ có thể đi, để tôi nói là họ có thể đi nhà thương Fountain Valley, bây giờ nó gọi là UCI Fountain Valley, nhà xương Orange Coast Memorial và mấy cái nhà thương của cái hệ thống KPC giống như là nhà thương South Coast Global, nhà thương Orange Coast Global, nhà thương Chapman và nhà thương Anaheim. Và cái hệ thống KPC nó cũng có đủ khả năng đặng mổ. Nhưng mà cái mà khán giả muốn biết đó là trước nhất đó, bây giờ mình nói, tại nó có hai loại khác nhau ha, loại mổ xẻ đó. Đa số bây giờ tất cả mấy cái cách mà mổ đó mình có thể mổ outpatient, nghĩa là không cần nhập vô bệnh viện, không cần admit to the hospital overnight. Thành ra biện để nói bác sĩ Trần Triều nói trước đó là mấy cái cách mổ nào mà mình đa số bây giờ 90% có thể làm outpatient. Cách đây 20 năm thì nhiều cái mổ có thể phải mổ ở nhà thương, là rồi phải ở lại nhà thương, là nó gọi inpatient, là phải ở lại nhà thương 1-2 ngày. Mà bây giờ phần đông, hơn 90% mổ là đi về liền cùng ngày. Nên nhiều người có thể biết là cũng như mổ cataract, mổ cườm, ai cũng biết mổ cườm là về liền, hay là soi ruột, soi bao tử, mấy cái đó dễ hiểu, soi ruột, soi bao tử tới làm xong về liền. Nên mấy cái loại mổ đó là không cần phải ở lại nhà thương, cái đó làm xong đi về liền.
khi làm thí dụ hai cái đó, khi mổ mà mổ ở ở chỗ nào thì một là mổ làm mấy cái mổ này ở outpatient surgery center, hay là có thể mổ ở nhà thương, mà mổ nhà thương cũng đi về cùng ngày nên nó gọi là outpatient surgery. Outpatient có nghĩa là đi về cùng ngày. Bác sĩ, tôi nói đấy, bác sĩ Triều, tôi hiểu lầm. Bây giờ bác sĩ Triều đừng educate me đó. Mình nói outpatient nhưng mà cái đó không phải là nghĩa là mình mổ trong một cái trung tâm riêng từ nhà thương. Tại nếu mà mổ trong nhà thương mà đi về ngày đó thì nó cũng gọi là outpatient. Nó cũng gọi là outpatient surgery. Yeah, nó cũng gọi là outpatient surgery. Okay, I did not know that. Yeah. Còn nếu mà mổ nhà thương mà ở lại thì nó gọi inpatient surgery. Mà cũng như mà mình nói là bây giờ thí dụ mà bị mổ ruột đồ hernia hay là appendicitis đồ, có thể mổ ở nhà thương. Nhưng mà bây giờ nó ra mấy cách mổ tối tân, nên không phải cắt cái thẹo lớn nó làm bằng nội soi, nên có thể cùng ngày về cùng ngày được. Nên bây giờ phần đông 90% cái mổ là đi về cùng ngày. Thí dụ nếu mình phải mổ tim đi, mổ tim thì dĩ nhiên phải ở lại nhà thương. Nếu hay là mổ spine, mổ cột sống, hay là mấy người bác sĩ sản phụ khoa mà phải làm C-section. Sản phụ khoa C-section là sanh bé thì phải ở cái đó là phải ở lại nhà thương. Mà bác sĩ sản phụ khoa có làm mấy mổ cách khác mà có mấy cái kia thì về nhà được cùng ngày, có thể làm ở cái phòng outpatient surgery center chứ không phải làm ở nhà thương. Nên hay là cũng như ngành orthopedic, bây giờ phần đông đi về liền được. Có thể nghe là mổ thai đầu gối, mà bây giờ mổ thai đầu gối có thể làm xong đi về liền cùng ngày. Thay cái hông hip replacement, đi về làm ở outpatient surgery center, là làm ở phòng mổ outpatient. Mình không cần phải tới nhà thương UCI Fountain Valley, mình có thể làm cũng như ở Bosa outpatient surgery center, La Vida outpatient surgery center, hay là Magnolia outpatient surgery center, hay là Miles Square outpatient surgery center. Orange, how about Orange County Digestive? Cái đó là Orange County Digestive là để cho soi ruột, soi vô tử thôi. Mà mấy cái outpatient surgery center kia mình làm có thể đi về cùng ngày. Phần đông bây giờ nó ra tối tân nên không có cần phải ở lại nhà thương. Trở lại cái nghề của bác sĩ Triều đó là orthopedic thì tôi biết đó, bác sĩ Triều cũng có mổ trong nhà thương ha, Chapman. Tại sao có nhiều khi bác sĩ Triều mổ ở Chapman mà không mổ ở outpatient surgery center? Dài điều một, thí dụ mặc dù cái mổ thì là mình biết không có bị chảy máu nhiều, nhưng mà cái mình phải coi cái sức khỏe người bệnh nhân. Cũng như nếu người bệnh nhân mà có nhiều bệnh khác, thí dụ người bệnh nhân bị cao máu rồi bị tiểu đường, cái mình ở mổ nhà thương rồi để ở lại nhà thương 1-2 ngày, cũng như theo dõi make sure chắc ăn tiểu đường ok, cao máu ok. Bác sĩ Trần Triều là một người bác sĩ orthopedic surgeon mà có rất nhiều bệnh nhân của tổ hợp family choice, thành ra rất là quan trọng là biết quý vị sẽ nếu mà cần mổ đầu gối, thai, hip cái đó thì là bác sĩ Trần Triều. Như lại cũng có mấy cái nhóm khác giống như là
tôi quan tâm rồi. Bác sĩ Trần Triều biết trong Family Choice có mấy người orthopedic khác phải không? Là Dr. Kelly. Có những cái Family Choice có contract khi một group khác là Platinum Orthopedic với Coastline Orthopedic. Coastline. Nhưng mà đa số Việt Nam đó thì bác sĩ Trần Triều lo ha. Yes. Yeah. Trở lại cái hồi nãy bác sĩ Trần Triều có nói đó là Family Choice có cái hiệp đồng với lại mấy cái outpatient surgery center, nghĩa là nó không có liên quan gì với, nó không dính líu gì với cái nhà thương hết. Thật ra mấy cái này là nói trở lại là Bosa outpatient. Bosa outpatient là đa số là họ làm được OB ha, họ làm được sôi ruột già ha, họ có thể mổ ortho không? Bosa họ nên ở Bosa họ có mổ cườm nữa, cataract surgery, okay. Họ có mổ sản phụ khoa, họ có mổ plastic surgery, okay. Họ có mổ orthopedic thì họ cũng có mổ orthopedic, bác sĩ mổ ở đó, mổ mấy cái gân cho cái tai đồ, mấy cái mổ gân cái gọi là trigger finger hay là carpal tunnel. Ngoài ra Bosa có làm soi ruột, soi bao tử. Ok, and then trong tổ hợp Family Choice cũng có thêm đó, để nói một tí về Magnolia Outpatient Surgery Center ha. Yeah. Bây giờ bác sĩ Triều cho biết Magnolia họ làm được cái gì ở đó? Thường thường ở Magnolia họ mổ nhiều nhiều lắm về cataract, về cườm. Cườm. Nó Magnolia nó nhiều người nó cái phòng surgery center nó hơi chuyên môn về mổ về cườm, cataract, yeah. Với soi ruột, soi bao tử. Ok. And then có hai cái mà hồi nãy mình nói đó là Orange County Digestive Center, chắc chắn cái đó là soi ruột già ha, yeah. EGD ha, hồi nãy quên mất nói EGD. Yeah. EGD là soi bao tử đó. Một cái nữa là Pacific Endoscopy and Surgery Center. Pacific Endoscopy Orange County Digestive Center là cái tên nó là cái đó là chỉ soi ruột, cái soi bao tử thôi. Dạ, họ không có làm gì khác. Yeah. Mình có một tí giờ nữa. Nói trở lại nhà thương đó, thì đa số mấy cái bệnh mà nhà thương mà phải ngủ lại đó là mấy cái rất là nặng, phải không? Giống như là open heart surgery hay là mấy cái giống như là cholecystectomy ha. Yeah. Mấy cái mà họ phải mổ ruột mà lớn. Yeah. Hay là cũng như nãy mình nói, có thể mặc dù có thể cái mổ không lớn, có thể mổ không lớn, nhưng mà người bệnh nhân có nhiều bệnh khác nên giữ ở lại nhà thương. Dạ, yeah. Thì cái lời chót tôi muốn nói đó là tất cả mấy cái người bác sĩ chuyên khoa về mổ xẻ và tất cả mấy cái trung tâm mổ xẻ mà không liên quan với nhà thương, outpatient surgery center, tất cả mấy cái đó Family Choice phải ký hiệp đồng và manage tất cả mấy cái chuyện này. Thành ra nó hơi rắc rối mà mình làm được, từ từ nó sẽ tốt đẹp ha. Bây giờ mình hết thì giờ rồi, thì lần sau mình sẽ tiếp tục nói thêm về cái chuyện này. Bữa nay cảm ơn bác sĩ Trần Triều. Cảm ơn quý vị. Dạ, cảm ơn quý vị. Xin tái ngộ quý vị vào thứ ba tuần sau. Tôi là bác sĩ Dylan Nhân Trần.